mà ta đi vay tiền rồi ta lại được tương đối rắc rối. Nhưng mà thế này, tức là bây giờ quý vị nào, tất cả quý vị ở đây phải ủng hộ là phải đi. Thì đã đi rồi á thì chỉ có xin ứng tiền vé trước, ứng tiền vé trước để tiền đó, cái chuyện đó nó sau khi mà tính tiền vé chính xác rồi á thì sẽ hoàn lại hết, là người thấy đủ sáng ứng tiền vé trước để lấy tiền nhé. Khoan, và thông thường á, thông thường á là mình có, mình có yêu cầu ủng hộ thì ngoài cái ứng trước tiền vé, người nào muốn ủng hộ cái tiền ủng hộ đó là mất đi rồi, còn cái tiền vé đó sau khi mua vé thì khỏi phải trả tiền, hoặc là người ta phải trả thêm hoặc là phải trừ đi đó. Ngày tiền vé bao nhiêu gọi đi. Theo tôi tính á là tiền vé mình có 3 cái event, thì tôi tính chưa có tính chính xác được, nhưng tính đại khái á là 150 người, như vậy một cặp thì là 300 người. Tiền vé không người đã, còn cái vụ kia là tính sao? Thì tiền vé là 150 gì 150 lâu rồi, cả kia là ông tính luôn cái vụ du ngoạn. Để thôi. Bây giờ thứ nhất mình chỉ cần hai mục thôi. Tiền vé 100, tiền hộ cần hai cặp đúng. Mình sinh ra tại Thừa Thiên Huế, do đó bây giờ tôi đang đạp đặt cái Thừa Thiên Huế. Tôi đã làm được 7 năm, thì hàng năm chúng tôi có tổ chức những cái bữa sinh tháng niên và hè, và hai một năm rồi là hai lần tổ chức cho hôm đấy. Thì năm nay trong cái dịp mùa Giáng sinh này, mùa lễ tạ ơn, thì Hội Huế sẽ tổ chức đại một bữa cơm hôm đấy vào ngày 11 tháng 11 tại và cùng lúc dịp đây thì chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị, mình là Huế đó, mình làm cái chuyện xã hội, thì nếu quý vị tham dự thì xin quý vị liên lạc với tôi. Những tiền này thì tôi cũng xin được lời rất cảm ơn hai vợ chồng chúng tôi thất công, nhất là chị Thái, chị Mê và anh Bùi Quân Giật luôn luôn, và chị Hạnh luôn luôn biết rồi. Rồi công việc đồng tổ chức cũng đẹp thì đó là không đẹp. Và ngày 25 tháng 2 thì Hồ Chùa Thiên Huế sẽ tổ chức tất niên cũng tại Đắk Lắk. 25 tháng 2 2017, tức là sẽ tổ chức vào chiều thứ bảy. Thì trước không trước, tại vì thì
vì vì tôi mong rằng trong cái số hiện diện này thì mong rằng khi mà tổ chức hội Huế, tôi chỉ mong được nửa quý vị tham dự. Đừng lên đi cái bể.